Hello, xin mến chào đại gia đình mình nha. Cả nhà mình ơi, ở nhà riết buồn quá mà thấy món này món kia món nào mình cũng muốn ăn hết cả nhà, cho nên đó là hôm nay mình có mua được nải chuối mình cúng Phật nè. Thì thấy nải chuối nó cũng chín quá rồi, thôi giờ mình đem xuống thì mình nói thôi giờ hai mẹ con mình làm chuối xào ha. Chuối xào á thì thường thường á là có nước cốt dừa chung với bột bán cả nhà, nhưng mà hôm nay mình không có bột bán. Thì bây giờ á đây là có bột năng nè, bột năng để chút xíu nữa ngăn nhồi bột năng để làm cái viên để vô nước cốt dừa cả nhà. Đó, làm chuối xào thì mình đây mình cũng có cục nước cốt dừa nè, cốt dừa mình xa mua dừa sai á, rồi mình đông đá. Đây là cũng có một cái hộp nước cốt dừa. Nước cốt dừa mày nông đá đi mày nhận không ra luôn. Sáng nay hỏi ủa ngăn cái cục này gì đi ngăn, rồi có hành lá nè cả nhà, rồi có thêm đường phèn. Rồi cả nhà thấy là ở đây nè, mình làm bột năng để vô nước cốt dừa, mình làm hai màu. Mình hồi nãy mình đi hái lá lá cẩm cả nhà thấy rồi đó đó, là mình nấu một miếng lá cẩm để mình làm cái màu chút xíu nữa, mình nhồi bột năng một thứ màu trắng một thứ màu tím. Rồi thì bây giờ ở đây mình có mấy này, có nải chuối ha, mình cắt mình luộc nha cả nhà, bỏ vô nồi rồi mình rửa sạch sẽ luôn. Này chuối vừa tới mới ngon vừa à. Tới nó mới dẻo nó mới ngon, chứ còn nó chín nhiều quá nó mềm lắm nó không ngon. Trời ơi, sáng giờ nè Ngọc video Ngọc đồ xong rồi, có thời gian gần đây nè mọi người thấy da mặt của mẹ, da mặt của Ngọc đồ luôn đẹp á. Rồi hỏi cái serum sáng thì con trả lời cũng núi luôn nghe nha. Có nhiều người hỏi Ngọc thấy mẹ con xài kem gì mà da mặt mẹ con cũng đẹp. Ngọc Ngọc trả lời con bám gì mẹ ăn xài đó. Nhưng mà cái serum nó xài ngon mẹ ha. Serum nó xài làm mịn da lắm cả nhà ơi. Mình nói chung mình cũng không phải gì, nhưng mà mình nghĩ mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng sợ da mình bị khô bị nám á, nên mình cũng hơi chăm sóc da chút xíu. Hồi xưa á mẹ Ngân hết là mẹ Ngân là Ngân nữa cũng ít khi nào mà dùng mỹ phẩm lắm, thật sự đấy cả nhà, mình không chăm sóc da mặt gì hết trơn á. Thời gian gần đây cái bán là mình xài, đầu tiên là vì đầu tiên mình xài là mình test trên da mình thử để coi sản phẩm nó làm sao sao để mình giữ được hết, sau mình xài riết mình thèm mình ghiền luôn á nha. Xài là xài serum á cả nhà, da mặt mình nó ẩm, nói chung mình hồi xưa giờ mình cũng không có bị mụn, cho nên cái da mình nó dễ xài mỹ phẩm lắm. Làm bột năng luôn, bột năng này làm thay cho có bột bán, nếu khó là mua khỏi làm. Mà sẵn rảnh nè, cái bình bột năng này là 500 g thì anh bảo buổi giờ anh lấy anh xài chứ cũng hết 100 g nữa. Cái này cũng chia thành hai màu luôn nha, thì mỗi bên chắc cỡ hai lạng á, 200 g. Nhào với lại bột năng á thì mình cũng sẽ dùng nước sôi nha. Ở đây có nước sôi của nước lá cẩm đang còn nóng hổi nè, có lại nước sôi để đang nóng. Ngân sẽ nhồi bột, nhưng mà trong cái bột này Ngân sẽ bỏ một ít đường, một ít muối để khi mình ăn vô cái miếng bột bán đó, nó cũng ngọt 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 cho nó ngon. Xíu muối thôi nha cả nhà. Này là Ngân sẽ dùng một cái thao này là Ngân dùng nước nước sôi. Để cho nó nguội nguội mình để như vậy nè. Ê, vậy thôi. Ơi mà tin con đến thay cái áo. Để nó đi con ơi. Nhà bột không mình làm mà. Để nó đi. Để cho nó bột nó nghỉ xíu nó nguội nguội lại á, rồi con bắt đầu con mới nhào bột. Cái bột này cũng lạ nè, bột này cũng bột mới nè, bột kiểu mới á. Đây màu nâu trắng.
Mẹ mẹ quay gần gần đây cho mẹ coi màu cẩm nó đẹp ghê. Nào giờ cái màu mực, cái bút mực à, nào giờ mình cũng mới luộc cái nước lá cẩm, luộc cái lá cẩm để mình lấy cái nước này cả nhà. À, mà thấy cũng chưa bao giờ luộc cái nước để lấy ngâm sôi hay là ngâm cái gì bao giờ hết. Lần này là lần đầu tiên mà mình thấy cái nước nó thiệt là đẹp luôn. Con làm không hết thì giữ sạch đó cho mẹ nha, để mình cắt vô tủ lạnh. Rồi mà bánh khác hả? Trời ơi, cái phần này là đồ cái bột lọc mà Ngân vừa mới cắt xong rồi nè. Cái cọng đầu dài quá con ngắt. Ngắt cọng hai cho nó ngắn ngắn. Vừa ăn thôi chứ dài quá con giữa. Cái bột này là bột năng đa dụng gì á cả nhà. Ngân đặt cũng trên mạng luôn cho nên nó không có được như ý mình muốn. Chứ bình thường nhà Ngân ăn cái loại bột năng mà Vĩnh Thuận á thì nó ok hơn. Bột nó dễ nhồi con hả? Dạ. Nhồi bột là này nó nhồi xong mình chỉ nấu nước sôi mình nhồi lên là nó dẻo nó ngon. Dạ. Còn bột này nhồi nó kỳ kỳ. Nó không có dẻo mà nó chảy cả nhà, nó chảy mà nó khô chứ không phải là nó chảy mà nó ướt. Dạ. Chảy ướt thì mình vò nó với lại bột thêm chút xíu là được. Nói. Đó, bên đây là Ngân đã làm xong cái phần lá cẩm rồi. Màu đẹp lắm cả nhà. Màu lá cẩm tự nhiên nha. Tiệm mộng, tiệm mỡ đẹp không? Ý là tiệm mộng, tiệm mỡ. Ra cái màu y như cái màu của cái bút mực hồi nhỏ con đi học á. Ừ. Giờ thì luộc cho nó nổi lên xong rồi tới mẹ làm cái nước nước cốt dừa ha. Nước cốt dừa. Cắt chuối. Chút là cắt chuối. Làm này hơi lâu xíu chứ lúc mà ăn thì cắn trúng của nó thì cũng sật sật cũng ngon mẹ ha. Dài dài nó ngon. Dài sật sật. Hồi xưa mẹ nhớ mẹ còn nhỏ ở dưới quê mẹ bán chè. Bán chè tối dạ. Là mấy quán chè họ mở, họ bán quán chè cho mấy người thanh niên thanh nữ rồi đi ăn chè. Mà mẹ thấy cái gì hai để dĩ làm mượn bột năng nhỉ nhồi lại vậy nè. Dạ. Đây. Nói chung là nhồi bột á, nói cả nhà nghe. Hồi xưa giờ nó không biết làm bánh luôn á mẹ, con không biết làm bột luôn. Cũng nhờ về làm dâu mẹ mà chỉ cho mấy cái làm nhồi bột như là nhồi bột nếp nè, thì với nước sôi, rồi nhồi bột gạo nè, rồi nhồi bột năng rồi riết không biết hết chứ. Hồi xưa con không biết luôn. Là mình không chịu để ý thì mình không biết làm. Yeah. Chứ con mà chịu để ý là hả lần hai lần là con làm được. Yeah. Thôi đâu có gì đâu. Chứ trước con tưởng đâu làm bánh trôi nước á, chè trôi nước là khó lắm luôn. Con tưởng là sẽ khó mà cuối cùng thì thấy cũng không có gì khó hết. Nhất là xem cái phần mà nhân của bánh trôi nước á. Xanh đó ha. Dạ. Sao mày chỉ mấy lần mới biết á. Mới nãy luộc á mà con quên mất là đáng lý mình sẽ luộc cái phần màu trắng trước để mà cái nước màu trắng nó sẽ không bị ra màu. Còn mình luộc màu tím trước á cả nhà, mình phải thay cái nước mới chứ không là nó ra màu. Mình luộc cái sợi bột lọc màu trắng nó sẽ dính. Quên. Rồi cái này xong là luộc xong mình sẽ bỏ qua bên cái thao nước lạnh này thôi. Giờ mọi người nhìn thấy vậy thôi cũng chưa thấy cái hình dạng đó đâu. Tới lúc mà vô trong cái chuối có đủ màu sắc rồi thấy mới rõ mẹ ha. Ừ. Trong cái nước luộc này Ngân có bỏ một ít cái dầu. Dầu ăn á. Dạ, dầu ăn để cho nó không bị dính. Đó. Giờ nó trong lại nó nổi lên trên là được rồi nè cả nhà ơi. Rồi thì bây giờ mình khui cái hộp nước cốt dừa cả nhà. Vô trong cái chảo mình rồi giờ mình nấu nước cốt nha. Cho vô chút muối. Năm muỗng đường. Nước cốt này là cần ngọt ngọt. Nó mới ngon. Phải cho nó chín nước cốt dừa xong đó mình cho vô chút bột năng. Cái nó là sệt lại. Cho nó hơi sệt lại á. Cái mình cho cái bột năng luộc của mình vô trong đây luôn. Cái nước
cốt dừa lon á, nó có một đặc điểm là nó không có béo bằng cái nước cốt dừa của mình nha cả nhà, nhưng nó lại thơm, làm bánh nó rất là thích hợp. Tại vì họ làm họ có cho cái bột béo đó không? Dạ. Còn nước cốt dừa mình á thì mình chỉ xay dừa ra mình vắt nước thôi, nên nó lấy nước béo không. Cả nhà thấy mỗi lần làm một cái video mà về nấu ăn bình thường thì nó dễ, làm video làm nấu chè hả, nồi nồi sao thao luôn á. Làm xong cái video rửa chén nhiều, rửa thao, rửa đồ nhiều lắm cả nhà. Bình thường mình làm, ví dụ mình không quay video thì mình tới đâu mình làm tới đó, nó cũng khỏe mà ha. Nấu bữa ăn cơm bình thường rất là đơn giản, khỏe, nhẹ nhàng. Còn nấu một bữa ăn mà để làm được cái video nó nhiều cái công đoạn, mình phải rửa dọn nhiều lắm cả nhà. Nhiều khi á hả không làm video được á là ngày đó bận quá không có làm video. Làm video á à, ví dụ như có Ngân có Bảo rồi phụ mẹ đỡ nha, những video mà hai chồng bận quá rồi mẹ lo con mày chuẩn bị từ sáng đến trưa thứ mình quay phim á, cái xíu phim thì... nấu á là mấy một mình làm là tới nửa buổi luôn á cả nhà. Vừa ví dụ như mình làm cá thì mình phải rửa cá, làm cá rau củ làm là nó lâu lắm, dọn lên cái ly nào còn nào dĩa nào đồ làm thì mình phải cần trang trí. Còn nếu mình nấu bữa ăn cơm bình thường là chỉ là nấu ăn xong dọn lên ăn thôi là nó khỏe nhẹ nhàng. Mà em hút ba mẹ vừa qua Mỹ xong hai chồng cũng bận quá, chắc ngày nào quay video ăn cơm hộp. Cái bột năng của mình vô à, hai màu nó quyện vào nhau nhìn cũng đẹp chứ bộ các bạn. Ừ, đẹp chứ không. Không có bột bán mà mình chế biến mình làm món này cho cả nhà. Cái này có màu xanh lá dứa cũng đẹp này ha. Ừ, thêm màu xanh nữa. Dạ. Là đẹp. Bữa nào hết dịch cái mình đi chợ cái mua cây lá dứa về. Mua cây lá dứa con lựa cái cây nào mà nó có cái gốc á. Dạ. Cái mình mua về cái mình lấy cái cây đó mình ghim xuống ở sau hè nhà con bển á, nó đất dư trống. Con nhắm rồi cái đất sau nhà con cái nhà mới á. Nó có cái lô dư á, trồng tha hồ trồng đâu. Đẹp cái nhà ơi, đẹp quá. Nhìn hấp dẫn nè. Cái nếu mà cái bột này mà bột của Vĩnh Thuận đúng không con? Dạ, mình nó sẽ ngon lắm. Mình làm mình giò tròn thì nó theo mình tròn, mà mình làm dài dẹp thì nó theo mình dẹp, còn bột này không làm được cả nhà. Bột này là Ngân cắt trên cái chảo, tức là bắt nước sôi lên vừa bắt nước sôi mình vừa bỏ vô luôn á. Cái bột này nó kỳ lắm nên nó chảy á, nó khô dạ, mà nó khô. Chảy cái mình làm giống như mình làm bánh canh luôn. Có màu trắng là cố gắng lắm nó mới thành được cái, nó giữ được, nó không bị chảy nhiều. Chứ còn cái bột này màu tím là lúa nó bị chảy cho nên nhồi bột xong nó cắt thẳng nên bỏ vô nước sôi luôn, không có quay không đoạn để cho cả nhà coi. Giờ mình sẽ cho vô chút xíu bột, từ từ thôi để nó sạch quá nó dở. Quậy thêm bột năng nữa này hả? Ừ, cho nó sạch sạch lại cho nó mới ngon. Rồi giờ mình sẽ cắt chuối ra cả nhà ơi. Ô cắt nhẹ vậy hả? Ừ, cắt nhẹ vậy đi. Mấy bữa mình cắt xéo ha. Dạ. Hôm nay cắt dẹp dẹp vậy đi. Mình có bỏ thẳng vô luôn không? Bỏ vô đây đi con, cắt sắp vô cái dĩa đó. Còn cái dĩa này mẹ sắt mẹ cho cô ngoan mấy miếng. Làm những cái video mà món ăn vặt dễ cả nhà. Lúc mẹ nồi mẹ nói con thì con nhớ nha. Có nhiều khi có những món con không nhớ được nè. Nhớ. Mà sau này nhờ những cái video này, ví dụ như mai mốt không muốn ăn con mở lại những cái video này coi làm lại hả? Dạ. Cái chú sếp nhỏ nhỏ chắc cũng cắt một đôi mẹ ha. Ừ, ba cũng được. Dạ. Ừ, trái nhỏ không, cái này là con coi tùy theo cách mình làm thôi, chứ nó cũng không có, nó có phải là như thế nào.
Này chè chuối chân phải không ạ? Này chuối kêu bằng chuối xào. Không biết sao kêu chuối xào nha. Này mình nấu mà. Mà ngon cái này là nhờ cái nước cốt dừa. Ngon nhờ nước cốt dừa, nước cốt dừa ngon. Mình nước cốt dừa này mà mình ăn ăn chấm bánh tỏi, chấm tùm lum mà nước cốt dừa. Chấm bánh bò cả nhà. Bánh bò ngon. Nước cốt dừa này nè, con nấu khoai lang cho chín. Con ngồi con chịu khó con lột khoai lang với chén nước cốt dừa. Và cứ ngồi chấm ăn hoài là ngon. Thèm. Hồi mẹ có bầu Ngọc mà mẹ thèm vậy á, mẹ cứ thèm nước cốt dừa chấm với khoai lang. Hồi trước á, cả nhà mỗi lần dưới quê muốn ăn cái nước cốt dừa á, cực lắm, nhà Ngân có cái bàn bào nè. Hồi xưa bào đó. Không à. Muốn ăn cái hả? Chứ đâu có đi ra chợ hả? Mua mà để người ta bào sẵn cho mình về, người ta dắt sẵn nữa, giờ lại dắt sẵn nữa, sướng quá, sướng luôn. Hồi đó trời ơi mẹ bào. Hồi đó mình là chị lớn ở trong nhà cả nhà. Nên hả làm bánh hay là nấu ăn, làm công việc gia đình là mình làm hết. Mà chị thứ sáu thì lớn hơn mình nữa thì biết đi làm rồi đó, thì đi làm với ba để kiếm tiền về phụ gia đình, còn mình phải ở nhà, má mình đâu có đi được đâu, má ngồi chỗ ba mươi mấy năm, đi vô đi ra gì cũng cổng vô cổng ra hết, nên là lúc nào cũng phải có một người ở nhà để chờ má mình kêu cổng vô đi toilet thì mình cổng má vô toilet, rồi má toilet xong cổng ra ngoài, cho nên hả không có bao giờ mà mình được đi đâu đó. Sáng chỉ có được đi chợ, không có biết đi chơi đồ đâu, tại vì đi chơi thì ở nhà ai mà cổng má mình đi ra đi vô, rồi nấu ăn ba đứa em còn nhỏ xíu nữa, cho nên là mình đâu có được đi đâu đâu, nên tội nghiệp bà ngoại lắm. Có lần đó cái mấy bạn của mẹ ở dưới thị xã Bến Tre có chiếu cái phim Mối Tình Đầu lần đầu tiên hết á, cái mấy bạn của mẹ vô năn nỉ bà ngoại cho chị Bảy đi chơi với tụi con đi, bác bà Năm. Cái mà bà ngoại thấy tội nghiệp má quá thì bà ngoại cho tội nghiệp mẹ, bà ngoại cho mẹ đi với mấy bạn mẹ, nhưng mà bà ngoại có lo, bà sợ hôm nào dùm không đi rồi đi lạc rồi mất không biết đường về. Bà ngoại cứ dặn mấy bạn của mẹ hoài, con đi con coi chừng chị Bảy nha, chị Bảy thì đó giờ chưa có biết đi xuống thị xã luôn, nên cứ đi coi chừng chị Bảy nha, cứ dặn vậy hoài, tội nghiệp lắm. Thương mà thiệt quá. Hồi xưa mình vậy á cả nhà, hồi xưa cũng có biết đi, không có biết đi chơi, không biết đi ra ngoài đâu. Tính là ba với mẹ là bù trừ á. Ba thì đi bôn ba khắp nơi luôn cả nhà. Rồi tới sau này nè, tới sau này mình ân ông xã, thì em xã mình đi buôn bán, nên có cái dịp nên mình được đi chơi, nên mà mình mới được biết đó biết đây thôi, chứ còn hồi ở với má mình không có biết đi đâu đó. Đi ra ngoài thì ai mà nấu ăn, ai đâu mà giặt đồ giặt đạp cho em út trong gia đình. Rồi xong rồi mẹ ha. Rồi xong rồi, con để đi vô, nó cho mấy miếng hành lá nữa. Cái này nè, cái món này mà có miếng đậu phộng nữa là ngon lắm cả nhà ơi, nhưng mà mình đâu có đi tiệm tạp hóa được nên không có mua được đậu phộng. Thôi có sao mình vậy. Giờ ở đây nhà nào cũng giống như cái siêu thị mini nè. Trữ tùm lum hết mà có cái có hay không đó. không. Thank you.
nguội xíu, mình ăn từ dưới trên xuống dưới cả nhà. Là phần chuối nên mình sẽ ăn cả chuối lẫn bột lọc nữa. Xin chào cả nhà. Món ăn vậy là xong rồi này cả nhà. Nguyên một cái mâm màu sắc cái đẹp ghê chưa. Đó, này cho chị em gái hàng xóm. Dạ. Làm xong được, làm xong được món ăn á cả nhà đấy. Đỏ mặt luôn. Đỏ luôn. Mồ hôi nhẹ mồ hôi con đua nhau đó. Cái món của mình đây nè mà có miếng đậu phộng nữa là ngon dữ lắm luôn á. Ăn cái này đây cái chiều cái là chắc khỏi ăn cơm chiều rồi quá. Mày múc miếng cái dẻo dẻo này đi. Dẻo dẻo à. Bột lọc. Lọc. Nói vậy cái ăn cái này nó ngộ ngộ cái là lúc ăn thì mình sẽ nhanh ngán nhưng lại xíu lại thấy thèm. Mà không biết món này sao mà lại phải có hành lá. Không biết luôn. Mà sao gọi là cũng giống chè ha mà không kêu bằng chè mà gọi là chuối xào. Dạ. Rồi xin mời đại gia đình cùng ăn với hai mẹ con mình nha. Hai cái món này là chỉ hai mẹ con mình thôi cả nhà, chứ hai cha con của Bảo thì không có tham gia đâu. Ngon ngon. Dạ ngon. Béo không con? Béo. Dẻo. Ước gì có thêm nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa hơi ít rồi sao á? Nhiều nữa hả? Dạ. Tại con ăn này con thích cái nước cốt dừa cực kỳ thích luôn. Ngon lắm cả nhà. Thơm. Mùi dừa rồi thêm cái mùi hành lá nữa. Nó làm cho thơm cực kỳ luôn. Dạ. Nó ngon á là nhờ mẹ có thêm cái cục nước cốt dừa của mẹ mà mẹ trữ hôm trước á. Dạ. Chứ cái lon không là nó không có được béo giống vậy đâu. Cái này mình ăn, mình nấu chè á, nấu chè thân hay nấu chè gì á, mình dò cái bột mình thả vô mình ăn cũng ngon lắm nè. Dạ. Ngon đấy nè. Cái nước cốt của mẹ làm cực kỳ ngon, vừa béo vừa thơm. Ngon. Chuối dẻo. Chuối kẹo. Mà làm cái này là chuối vừa tới rồi cả nhà. Còn chuối chín quá mấy đợt trước con thấy á, nếu mà chuối chín quá nó mềm ra nó không ngon. Ngon, nó không dẻo. Nó không dẻo, không ngon. Mẹ, cái bột năng mới nãy á, mình nhồi bột thấy không ngon mà vô đây nó cũng ngon này mẹ. Cũng dẻo, vô cũng dính à. Vô đây nó cũng dẻo, cũng ngon. Hồi nãy mẹ tưởng nó giống như là cái hộp chân châu, hộp gì không phải. Hộp gì bột. Xương xa hạt lựu. Xương xa hạt lựu á. Nó kết dính vô mà trong nó cũng trắng vậy, mình tưởng giống vậy. Có bột lọc này ăn vô dẻo dẻo cũng ngon lắm. Ngon rồi ha. Dạ. Có cái bột lọc mình mới ngon nè. Dạ, ngon. Với lại á, nếu mà mọi người rảnh á, không ngờ bắt đầu mình làm thêm hoa đậu biếc nè, thêm lá dứa nè, làm cái nó nhiều màu sắc nhìn nó hấp dẫn. Như hôm nay làm cái màu lá cẩm này tự thấy thích ghê mà. Không ngờ nhà mình có được cái cây lá cẩm. Có lá cẩm mà lại có hoa đậu biếc luôn. Cái cây lá cẩm này là con biết ở đâu không? Không. Cô Ngoan đi làm trên công ty á. Dạ. Bạn cô Ngoan mới cho cô Ngoan về, cô Ngoan cắm vô cho mình. Mà từ đó nhà mình có cây hoa đậu biếc. Ủa hoa cây lá cẩm. Hoa lá cẩm. Dạ. Còn cây hoa đậu biếc á là hồi anh Bình lên ở nhà mình. Đó liền dậy gần nhà Ngân, tự nhiên anh đem theo cây hoa đậu biếc. Các bạn chọn nhà đi nhà Ngân được cây hoa đậu biếc vậy, cây nho. Bưng cái chậu qua để bên gốc cây của mình là cái dây hoa đậu biếc nó sống luôn tới giờ. Ngày nào cũng có bông nhiều lắm cả nhà. Mai mốt Ngân đang mua thêm cây lá dứa nữa. Cái hồi mình làm bánh không thiếu màu gì luôn rồi cả nhà. Ngon ghê. Mới mốt mình làm bột năng nè Ngân. Dạ. Mà mình làm 4 năm màu á, cái mình cũng khuấy nước cốt dừa mình ăn giống như ăn bánh lọt á. Dạ. Ngon. Ăn sợi bột lọc này ngon ghê á.
Cái bột này nó cũng mềm, nó dẻo chứ không có độ cứng mẹ ha. Lúc đầu con dẻo, con làm con tưởng là cái bột này sau này là nó thành là nó sẽ bị cứng, ăn không ngon. Nhưng nó rất là mềm. Bởi vì mua đồ á, thí dụ như mình đi chợ mình mua á, nó dễ ha. Dạ. Mình lựa cái bột nào mà mình hay sử dụng trong nhà mình đó cả nhà, thì mình biết mình lựa cái đó về mình làm nó dễ. Còn á hả, mình đặt trên mạng cái họ đưa cái gì tới thì mình dùng cái đó, nên là nó không có dễ giống như là cái bột mà mình chọn bán hàng online cũng vậy á. Cái mùa dịch này mọi người mua online hết, tùy vào cái người mà bán hàng có tâm hay không á mẹ. Đúng rồi. Nhưng hôm trước con đặt 1 ký hồng cho mẹ ăn, hồng trái cây đặt nhiều lắm, xong ký hồng hả, tối hồi đêm về được 6 trái, trong đó có trái nó hư tiêu rồi. Hư mà nó dập luôn, nó hư nó không thể xài được nữa, người ta vẫn bỏ vào mà tùy thôi. Nhưng mà số lượng mà anh chị như vậy cũng ít chứ không có nhiều. Với lại là giờ bán hàng á không có cho mình lựa. Dạ. Cứ hốt đại, hốt ngang, hốt đại vậy hả. Rồi về đụng ngon thì mình ăn ngon, dở thì mình ăn dở vậy thôi. Tối con lướt Facebook cái con thấy con đọc con mất cười. Có bạn mới ghi trên nhóm ăn vạch cò bắp á mẹ. Ừ. Năn nỉ mấy người nấu ăn dở đừng có bán hàng online. Đặt hàng ăn sáng về ăn uống có được. Vui. Nghe hả? Dạ, đặt hàng sáng về mà mình thấy nó không có ngon. Năn nỉ bán đồ dở qua đừng bán hả? Dạ. Bạn ghi comment mà mình thấy mấy trong cái comment mà mình đọc mình thấy mình mất cười. Y như bữa hổm mình mua phở một lần á, dạ. Đâu có con đâu. Ngon quá. Món này các anh chị miền Tây hoặc miền Nam có thể biết, nhưng con nghĩ mấy anh chị miền Bắc sẽ không bao giờ biết luôn. Cái hương vị ngân nhắc lại cho mọi người nghe nha, nó vừa béo nè, nó vừa thơm nè, và đặc biệt là nó ngọt ngọt của mùi dừa, nước cốt dừa mẹ ha, rất là ngon mọi người. Rồi có cho vô đường, vô muối đó. Nếu mà anh chị nào muốn thử làm á thì công thức mọi thứ là mẹ với Ngân đều chia sẻ cho mọi người hết trơn rồi đó. Thì nếu thử ai chưa ăn thì làm dạ. Thử nếu mọi người thấy video của hai mẹ con Ngân hay hoặc là thích gì đó thì có thể like hoặc comment bên dưới để mẹ con Ngân có động lực làm những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Tạm biệt và chúc mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.